Báo Hoa Mai là một sát thủ thường hằng. Liệu nó có thể khuất phục được con Linh Dương này không? Chế độ cảnh giác của con mồi được bật lên, nhưng con báo vẫn làm rất tốt công việc ẩn nấp của mình. Sự nhẫn nại luôn mang lại kết quả tích cực. Rõ ràng là con Linh Dương vẫn chưa nhận ra kẻ đi săn. Hai mắt của con báo luôn nhìn kỹ vào con mồi, trong khi cơ thể vẫn di chuyển. Điều đó giúp nó bất động kịp thời trước khi con mồi nhìn lên. Nó di chuyển chẳng khác gì một nghệ sĩ uốn dẻo chuyên nghiệp. Nó ốn lượn như một con rắn và mềm mại như lụa, quá kinh điển. Sự tinh khôn của nó thật đáng nể. Nó cố tình tiến đến điểm sau cái thân cây. Mọi tầm nhìn của con mồi sẽ bị cái cây này che khuất. Mọi tính toán không sai lệch từng milimet. Thân cây là chiếc áo choàng giúp nó tàng hình đến gần mục tiêu. Sự cảnh giác của Linh Dương đã lên cao độ hơn. Nhưng tất cả đều đến từ linh cảm. Nó vẫn chưa thấy gì. Dù đã tới rất gần mục tiêu, nhưng con báo vẫn chưa tấn công, vì con mồi đang tư thế nhìn về phía nó. Con mồi cúi xuống, đây mới là thời cơ chín muồi. Kẻ đi săn lao ra như một viên đạn. Cuộc săn kết thúc, Linh Dương tội nghiệp. Nó xui xẻo vì đã lọt vào tầm ngắm của thầy thợ săn cừ khôi nhất đồng cỏ. Nhưng với sát thủ thường hạng này, việc nuôi nấng đầu tàu sát thủ nhí mới là quan trọng nhất. No. Nó phải khẩn trương mang thức ăn mới săn được, vì chu cấp cho lỗ nhóc đang ở nhà. Mọi thứ nó làm là đều vì con. Sau khi cai sữa, thịt tươi luôn mang lại sức mạnh cho đám nhỏ. Chúng sẽ ăn theo một cách thô bạo nhất. Đó là cách duy nhất để sinh tồn. Khi những chiếc bụng lép được làm no, sự dịu dàng sẽ trở về. Với bà mẹ này, nó thật là tàn bạo trong mắt muôn loài. Nhưng khi đứng trước đám nhỏ, nó dịu dàng và thân thương hơn bao giờ hết. Bởi đơn giản, nó cũng là một bà mẹ hoang dã giàu tình cảm và sự hy sinh. Được mệnh danh là sát thủ thường hằng, nhưng không có nghĩa là nó không có kẻ thù. Thiên địch nguy hiểm nhất đối với nó là sư tử. Sư tử mới đủ sức mạnh để đoạt mạng nó. Nhưng sư tử không phải là kẻ thù đại duyên nợ của nó. Kẻ thù đại duyên nợ của nó chính là Linh Cẩu Đốm. Linh Cẩu Đốm thì không thể đoạt mạng được báo hoa mai trưởng thành, nhưng nó luôn cướp được thức ăn. Đặc biệt, nó hay săn giết báo hoa mai con. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới. Mùi máu tanh của con mồi đã dẫn nó đến. Nhưng sự hiện diện của Linh Cẩu Đốm còn nghiêm trọng hơn thế nữa. Nó chính là sát thủ của báo con. Sự lo lắng thấy rõ. Bà mẹ này chỉ có vài giây để chuẩn bị. Với báo con, một cố gắng duy nhất của Linh Cẩu Đốm là chống đi chầu Diêm Vương ngay. Chúng bắt đầu tìm chỗ ăn nấp. Nhưng cái mũi Linh Cẩu rất thính, nên mạng sống của báo con sẽ đặt hết lên vai của mẹ mình. Điều gì sẽ xảy ra khi một con báo nặng chưa tới 30kg đối đầu với một con Linh Cẩu nặng hơn 50kg? Bà mẹ này bắt đầu hành động. Nó nhanh chóng di chuyển ra xa khu vực nơi con mình đang ẩn nấp. Nó bắt đầu lôi kéo sự chú ý của Linh Cẩu. Thu hút được Linh Cẩu về phía mình, nó bước đầu thành công. Nhạy kế hơn Linh Cẩu, nó không dạy gì tạo ra cuộc đánh tay đôi với Linh Cẩu. Nó đang cố gắng dẫn dụ và đối phó với Linh Cẩu. Hai kẻ thù địch dần mất hút trong cánh rừng. Anh em báo con tự xoay sở một mình. Đây là đêm đầu tiên hai anh em chúng không có mẹ ngủ ở bên. Mặt trời lên rồi. Hai anh em chúng vẫn chờ đợi một điều gì đó. Nếu không có mẹ, sự sống của anh em chúng cũng dừng lại tại đây. Cuối cùng, mẹ đã về. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hai anh em chúng có cảm giác vui mừng khó tả như vậy.